Nó tha rồi, nó tha rồi, nó chạy rồi. Đồ ăn của tao. Đồ ăn của tao. Hình như chồng. Không, nó vẫn còn bò tiếp kìa. Ở đây nhiều khi thấy đắng mối nữa, cưng lắm. Ủa, gà nó ăn được rồi, con mèo con quỷ mèo nó làm cái gì đây? Mèo muốn ăn gà hả? Ý chứ, đừng quăng qua tao. Quăng một phát trong mặt. Từ giang hồ mà sao xui quá vậy? Rồi nó mổ từng chút luôn, rít luôn rồi. Mưa rồi kìa má ơi. Còn con này. Con này. Em làm gì? Ô, đó? Con này nó nhìn kìa, nhìn cưng nó thu mùa lại. Em đang mổ gà. Ê, lộn, em đang mổ rớt. Ủa, đi đâu rồi? Con rít chết rồi mà đúng không? Trời, nó nhai con ơ luôn kìa, nó chết. Trời, con rít đang nhai đầu con, là con gà đang nhai đầu con rít kìa. Con gà, nói chung là rít bò cạp để kia nó sợ đầu gà nó. Con gì? Đây này má. Hồi xưa chị coi ta du ký á, cái tập mà có mấy con nhện á, là có thằng Chu Quân là con rít á. Ồ. Vừa mới kêu cái bà đó là má của cái vị thần gà. Bà thấy thì kêu một cái xuyên trong con rít á.